Xin chào các anh chị và các bạn. Trong video chia sẻ ngày hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách thức lập giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2023 theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP. Video này sẽ trình bày trong khoảng 5-7 phút. Phần đầu tiên sẽ tóm tắt những kiến thức cơ bản nhất, nội dung cơ bản liên quan đến cái Nghị định số 12/2023 liên quan đến về gia hạn nộp thuế năm 2023. Dựa trên nội dung như là bao gồm có đối tượng, điều kiện được gia hạn, các loại thuế được gia hạn, thời gian được gia hạn, phương thức nộp giấy như nào. Dựa trên những thông tin này thì các bạn sẽ lập giấy gia hạn trên HTKK một cách chính xác nhất và nộp giấy gia hạn lên trên thuế điện tử. Phần đầu tiên tóm tắt các thông tin liên quan Nghị định số 12 thì trước hết về đối tượng, chúng ta được biết gia hạn nộp thuế năm 2023 sẽ bao gồm có doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và hộ kinh doanh. Điều kiện được gia hạn đối với doanh nghiệp thì chúng ta sẽ có hai trường hợp. Một là các doanh nghiệp được xếp vào nhóm doanh nghiệp nhỏ hoặc là siêu nhỏ thì sẽ được gia hạn. Hai là một số các doanh nghiệp được hoạt động trong một số các lĩnh vực ngành nghề sẽ được gia hạn. Việc phân biệt cái loại hình doanh nghiệp thì các bạn sẽ căn cứ theo Nghị định số 80 nhé, năm 2021 để phân biệt ra cái nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Ở đây tôi tóm tắt nhanh. Các bạn nhớ tiêu chí để chúng ta xác định là sẽ dựa theo doanh thu và lao động hoặc là nguồn vốn hoặc lao động. Thì đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, kiến thức rất là dễ. Chúng ta nhớ là doanh nghiệp siêu nhỏ thì ở lĩnh vực nào cũng thế, nông lâm nghiệp hay là sản xuất xây dựng hay thương mại dịch vụ thì là lao động dưới 10 nha, sẽ là rồi. Cộng với một trong hai điều kiện doanh thu với doanh nghiệp thương mại thì là nhỏ hơn bằng 10 tỷ, còn doanh nghiệp về nông lâm nghiệp và sản xuất công nghiệp thì là nhỏ hơn bằng 3 tỷ. Hoặc là đáp ứng cái tiêu chí là số lao động nhỏ hơn bằng 10 và với doanh nghiệp thương mại dịch vụ thì là tổng nguồn vốn là nhỏ hơn bằng 3 tỷ, hoặc là đối với doanh nghiệp lĩnh vực nông lâm nghiệp cũng thế nhé, nhỏ hơn bằng 3 tỷ. Tương tự như vậy với các điều kiện đối với doanh nghiệp nhỏ thì các bạn cũng thấy là người ta cũng xếp theo điều kiện hoặc là doanh thu lao động hoặc là nguồn vốn và lao động. Đấy thì cái bảng này tôi sẽ gửi kèm cùng trong tài liệu để các bạn dựa trên này các bạn sẽ phân biệt được cái chúng ta là doanh nghiệp siêu nhỏ hay là doanh nghiệp nhỏ, tích vào chi tiết tương đối. Thì đối với những trường hợp mà chúng ta được gia hạn ở ngành nghề thì nó sẽ có 4-3 lĩnh vực. Thì nữa các bạn làm trên phần mềm hỗ trợ kê khai thì nó sẽ có liệt kê chi tiết 4-3 lĩnh vực các bạn sẽ tích và chọn. Các loại thuế được gia hạn thì đối với doanh nghiệp chúng ta sẽ là thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất. Còn đối với cá nhân kinh doanh thì sẽ là thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của cá nhân kinh doanh. Thời gian gia hạn đối với doanh nghiệp thì chúng ta sẽ thấy là với các doanh nghiệp chúng ta sẽ được gia hạn là từ 3 cho đến 6 tháng tùy theo. Nếu doanh nghiệp mà kê khai theo tháng đây thì sẽ được gia hạn các cái tháng từ tháng 3 cho đến hết tháng 8. Chi tiết bảng trên này đây các bạn sẽ nhìn thấy. Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý đây sẽ gia hạn quý 1, quý 2 nhé, và thời gian gia hạn sẽ là 5 đến 6 tháng. Còn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng sẽ được gia hạn cái thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp, đây là quý 1 và quý 2 năm 2023, và thời gian số tháng được gia hạn là 3 tháng. Đối với tiền thuê đất thì các doanh nghiệp được gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 nhé, đến ngày 31. Còn đối với cá nhân kinh doanh thì thuế giá trị gia tăng thu nhập cá nhân thời gian gia hạn là sẽ đến ngày 30 tháng 12 năm 2023. Phương thức và thời hạn để nộp giấy gia hạn thì doanh nghiệp có thể nộp theo hình thức điện tử hoặc là nộp bản giấy. Tí nữa chúng ta sẽ hướng dẫn cách thức để chúng ta nộp điện tử trực tiếp trên hệ thống. Và thời hạn để chúng ta nộp cái giấy gia hạn này là chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2023. Hiện tại đang là tháng 5 thì các bạn sẽ có khoảng thời gian 5, 6, 7, 8, 9 để chúng ta nộp cái giấy gia hạn này. Vậy tóm tắt sơ qua những cái nội dung của Nghị định số 12, vậy chúng ta sẽ tiến hành vào thực tế đây để các bạn sẽ thao tác. Các bạn download cái phần mềm hỗ trợ kê khai phiên bản từ 5.0.6 trở lên nhé. Lúc này chúng ta tích vào phần gia hạn nộp thuế. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy có cái phần mà giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất này theo Nghị định số 12/2023. Đấy, các bạn download xuống để chúng ta sẽ lập giấy nộp tiền và nộp trực tiếp trên hệ thống thuế điện tử. Cái giấy gia hạn này thì là kỳ tính thuế là theo sự vụ đây, ngày nào chúng ta lập thì các bạn sẽ lập nhé. Đây chúng ta sẽ chọn ngày hôm nay chẳng hạn 5 tháng 5 lập vào cùng. Thế để các bạn điền các thông tin trên cái giấy gia hạn nộp thuế này thì đây chúng ta sẽ tích vào các loại thuế được gia hạn nhé. Đấy, ví dụ như là doanh nghiệp chúng ta sẽ quan tâm là thuế giá trị gia tăng này, thuế thu nhập doanh nghiệp này, hoặc những doanh nghiệp nào mà có tiền thuê đất được gia hạn thì tích vào đây.
Đấy, ví dụ như trường hợp doanh nghiệp mà chúng tôi không có thì các bạn bỏ cái dấu tích tiền thuê đất đi này. Các trường hợp được gia hạn thì chúng ta vừa hướng dẫn xong thì chúng ta có hai trường hợp. Một là các doanh nghiệp thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì các bạn sẽ tích vào đây nhé. Hoặc là doanh nghiệp nhỏ này, hoặc là doanh nghiệp siêu nhỏ này. Hoặc trường hợp thứ hai là các doanh nghiệp mà thuộc hoạt động trong các lĩnh vực, 43 cái lĩnh vực ở phía dưới này. Các bạn sẽ nhớ là chúng ta chọn một trong hai trường hợp thôi nhé. Nếu chúng ta đã chọn là doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ rồi thì không cần chọn cái lĩnh vực nữa. Và ngược lại, nếu chọn lĩnh vực rồi thì không cần tích cái phần tích ở trên này. Nếu tích cả hai sẽ báo lỗi. Thế thì để xem các thông tin này, chúng ta sẽ dựa theo cái báo cáo tài chính của năm liền kề, tức năm 2022, để chúng ta lấy các chỉ tiêu liên quan đến doanh thu nguồn vốn đi vào đây. Còn chỉ tiêu số lao động là các bạn sẽ lấy số lao động đóng bảo hiểm dựa trên cái tờ quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Đây, ví dụ tôi lấy dữ liệu của báo cáo tài chính của doanh nghiệp này. Thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái chỉ tiêu là doanh thu và nguồn vốn ở trên báo cáo tài chính nhé. Các bạn sẽ lấy số liệu để các bạn quét vào đây. Đấy, ví dụ như doanh nghiệp này trên cái báo cáo tài chính, các bạn nhớ nguồn tổng nguồn vốn ở trên cái báo cáo tài chính nhé. Tài chính đây, tổng nguồn vốn nó là hơn 1 tỷ, đó, 1 tỷ 086 này. Kết quả kinh doanh, báo cáo kết quả kinh doanh thì doanh thu năm nay là 557 triệu. Vậy thì các bạn áp theo cái tiêu chí của doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ này để các bạn sẽ xem là doanh nghiệp chúng ta thuộc nhóm nào nhé. Đây, vậy là trường hợp này là doanh thu là dưới, đương nhiên là dưới 3 tỷ rồi, đó. Dưới 3 tỷ này, tổng doanh thu năm dưới 3 tỷ rồi, nên là dù doanh nghiệp lĩnh vực nào thì đây cũng sẽ là doanh nghiệp siêu nhỏ. Lao động doanh nghiệp này có 2 thôi. Vậy tôi sẽ xếp vào đây là doanh nghiệp siêu nhỏ, các bạn sẽ tích vào nhóm này. Mục số 2 này, doanh nghiệp siêu nhỏ. Chúng ta tích vào chọn lĩnh vực kinh doanh này, thương mại dịch vụ này. Các bạn sẽ điền vào số lao động là 2 này. Doanh thu, các bạn copy cái doanh thu ở báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhé. Đấy, chúng ta copy số này vào giúp. Điền vào chỉ tiêu doanh thu này. Đấy, chỉ tiêu nguồn vốn chúng ta lấy ở trên cái báo cáo bảng cân đối kế toán này, báo cáo tình hình tài chính nhé. Tổng nguồn vốn, đấy chứ không phải vốn ở trên cái đăng ký kinh doanh đâu nhé. Đây, tổng cộng nguồn vốn, các bạn copy cái số này vào. Copy ở cột số cuối năm nhé. Đấy, chúng ta sẽ điền vào đây. Vậy trường hợp này là chúng ta xếp vào nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ này. Tức là thỏa mãn một trong hai điều kiện là số lao động doanh thu hoặc là số lao động nguồn vốn. Thì đây là số lao động dưới 10 này và doanh thu là dưới 3 tỷ này. Số lao động đây nha, đúng không? Dưới 10 này. Doanh thu là dưới 3 tỷ này, hoặc là số lao động dưới 10 và tổng nguồn vốn dưới 3 tỷ. Đấy, trường hợp này cả hai cái đều đáp ứng được rồi. Đó. Ok. Vậy nếu các bạn tích vào một trong hai trường hợp doanh nghiệp nhỏ hoặc siêu nhỏ rồi thì các bạn không cần quan tâm đến cái phần số 2 nữa nhé. Cái lĩnh vực kinh doanh thì các bạn sẽ không cần tích nữa. Đấy. Sau chúng ta bấm ghi dữ liệu vào cục. Ok. Và các bạn sẽ bấm nút kết xuất ra để chúng ta sẽ nộp. Thế còn trường hợp thứ hai, nếu các bạn không thỏa mãn điều kiện là doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ hoặc là siêu nhỏ đây, thì các bạn sẽ tích vào cái lĩnh vực ngành nghề ở dưới này. Đây là các lĩnh vực ngành nghề mà sẽ được hỗ trợ trong việc ưu đãi thuế, trong cái việc gia hạn thuế nhé. Đấy, ở đây nó sẽ có cái tất cả là 43 cái lĩnh vực này, đó, thì các bạn nhớ tích vào. Đấy, chủ yếu các lĩnh vực mà có ảnh hưởng liên quan dịch bệnh này, ví dụ như là du lịch này, vận tải này, sản xuất các thứ đấy, thì các bạn tích vào đây nhé. Rồi, sau khi trình bày xong thì các bạn bấm nút kết xuất. Chúng ta sẽ kết xuất ra giấy file định dạng file XML để các bạn sẽ nộp cái tờ khai này nhé. Ok, đấy là cách thức các bạn lập tờ khai. Phần thứ hai, sau khi các bạn lập tờ khai xong thì các bạn sẽ nộp trên hệ thống thuế điện tử. Các bạn sẽ đăng nhập trên trang hệ thống thuế điện tử.gdt. Các bạn sẽ thực hiện gửi như là nộp các cái tờ khai thông thường của doanh nghiệp thôi nhé. Tôi sẽ thực hiện đăng nhập vào cùng. Rồi khi sau khi các bạn đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử xong thì các bạn sẽ, chúng ta sẽ làm thao tác là đăng ký tờ khai trước khi các bạn nộp. Tại vì đây là cái tờ khai của năm 2023 nên là chắc là nếu chúng ta chưa nộp thì sẽ chưa có đâu. Thì các bạn tích ở phần khai thuế này, chúng ta sẽ chọn ở cái phần là đăng ký tờ khai. Đăng ký tờ khai đây. Rồi các bạn sẽ bấm vào nút đăng ký thêm tờ khai.
Sau khi bấm vào đăng ký thêm tờ khai rồi thì các bạn sẽ di chuyển xuống cái mục mà gia hạn nộp thuế. Đây nha, các bạn sẽ tích vào mục gia hạn nộp thuế này. Chúng ta sẽ tìm xuống cái phần mà gia hạn nộp thuế của năm 2023. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy đây, cái mục đấy. Giấy gia hạn nộp thuế 2023, giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất. Thì các bạn sẽ chọn là khai từng lần phát sinh ngày đây. Đấy, tích vào đây. Ví dụ là các bạn tích là ngày mùng 5 tháng 5 thì chỉ những tờ khai mà lập từ ngày mùng 5 tháng 5 trở về sau này chúng ta mới nộp được cùng. Rồi sau khi các bạn tích chọn xong thì chúng ta bấm vào nút tiếp tục và chúng ta chấp nhận nhé. Rồi, sau khi đăng ký xong tờ khai thì các bạn sẽ thực hiện là nộp tờ khai XML. Chúng ta sẽ cắm thiết bị chữ ký số vào. Thực hiện thao tác chọn tờ khai như là các cái thao tác nộp tờ khai thông thường nhé. Đây, các bạn sẽ chọn tờ khai và chúng ta sẽ thực hiện các cái bước liên quan đến ký và nộp tờ khai. Đấy, vậy đây giờ tôi đã thực hiện xong cái việc mà nộp cái giấy đề nghị gia hạn nộp thuế lên trên hệ thống thuế điện tử rồi. Đấy, và vậy thì trên đây sẽ hướng dẫn các bạn những cái nội dung cơ bản nhất liên quan đến cái việc gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất năm 2023 theo cái nghị định số 12, các tài liệu liên quan đến việc tóm tắt cái nghị định số 12, các cái điều kiện và các cái đối tượng tôi sẽ gửi kèm trong video. Và hy vọng rằng với những chia sẻ này sẽ giúp cho các bạn có thể là lập cái giấy đề nghị gia hạn một cách chính xác nhất và nộp kịp thời đúng hạn, hỗ trợ cho doanh nghiệp tốt nhất. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video hướng dẫn tiếp theo.